Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay lại với kênh Máy Xúc Cần Cẩu của mình. Nay mình đi qua đây mình thấy rất là nhiều các loại xe. Kia là Cabero, con máy xúc màu xanh kìa, đang xuống dốc đó. Còn kia là ông xe tải đang lùi lên, đang chở đá lên đấy mọi người. Ở đây người ta đang làm một công trình khá là rộng lớn. Để mình quay cho các bạn coi. Đây, công trình này là nó nằm ở phía bắc của Buôn Ma Thuột, đang làm cái khu vực khu phức hợp chung cư á. Kia thì anh máy xúc màu đỏ, à cái mắt màu vàng, xe ben kia đang lùi. Con kia nó tầm khoảng chở khoảng 15-17 tấn ấy, mọi người, khá là to cao đẹp trai, màu vàng luôn. Ở phía kia thì các bạn thấy anh máy ủi đẹp trai đang nằm bất động luôn, chưa có ai điều khiển. Mình đang ngồi trong kiểu mưa quá, ngồi trong ô tô quay thôi, không có ra ngoài được. Bạn thấy chưa? Ở bên này thì có mấy xe ban. Đoạn đường này nó đang làm khá là vắng vẻ. Đó, máy xúc màu kia là cần cẩu màu vàng, cái kia là khá là nhỏ nhá. Và máy ủi này nằm bên cạnh nhá. Còn máy cần cẩu kia thì đang có vẻ như là đang làm việc đằng sau lưng cái đống đất kia kìa. Tại vì nếu mưa quá mình không ra được, mình quay qua cái cửa kính ô tô này nó khá là mờ, nó hơi mờ một chút thôi, nó không mờ hẳn đâu. Mọi người thông cảm tí nhá. Đây có ông cụ đi xe máy đây. Đấy. Thôi, video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Mọi người xem video của mình hãy cho mình một like và một share và chia sẻ nhé. Đăng ký kênh Máy Xúc Cần Cẩu của mình nhé. Cần kia thì đang đổ bèn. Đó. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.